Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video. Thì bây giờ 366 đó là tìm số chẵn đầu tiên ở trong. Thì giống như là chúng ta đã làm ở những bài đằng trước, ta sẽ phải đi tìm trong cái hàng và trong cái gộp, đúng không? Chúng ta sẽ cần hai cái vòng for đồng nhau, một vòng for cho cột để đi tìm số nào chẵn đầu tiên, lấy số đó ra in ra luôn. Rồi bây giờ mình sẽ viết code. Thì các video đằng trước thì mình đã nói về hai cái bài nhập mặt trận và xuất mặt trận, và đặc biệt là có cái video về nhập và xuất mặt trận, thì các bạn hãy xem lại. Ở đây mình sẽ không viết lại hai cái hàm này nữa, nhập mặt trận và xuất mặt trận này. Mình chỉ tập trung vào viết cái hàm quan trọng nhất, đó là tìm số chẵn đầu tiên. Và mình sẽ khai báo, mình sẽ đặt tên cái hàm này đó là hàm tìm kiếm đi, báo mạng. Ở đây mình cho mạng này là kiểu float. Ok. Rồi đã. Tiếp tục sẽ là dòng, đúng không? Số dòng. Rồi cột. Này thì chúng ta, như chúng ta biết thì cần phải có hai vòng for vòng lồng nhau. Vòng for ngoài cùng á là vòng for cho đến chạy y cho dòng, y lúc nào bằng không, nhỏ hơn dòng, số dòng. Mỗi lần nhảy sang vòng khác thì cộng cộng. Mà trong vòng for ấy thì chúng ta sẽ mình sử dụng biến gì gì lúc nào bằng không, di này sẽ nhỏ hơn số cột, và mỗi lần hết cột này nó sang cột khác, di sẽ cộng cộng. Ok. Và trong vòng for trong cùng này nó sẽ kiểm tra, nếu như đề chúng ta sẽ bảo là tìm số chẵn đầu tiên, đúng không? Ai mà bằng không, có nghĩa là a thì di của chúng ta mà phần trăm hai, cho cái cách thì 120 mà bằng bằng không đấy, có nghĩa là số chẵn thì công việc đó là trả về kết quả, trả về cái kết quả mà là AIG, nó cái số đó luôn gì đấy. Có rất nhiều cách để hiển thị, có thể là in ra, chỉ cần gọi cái hàm này là được. Và tiếp tục thì nếu như mà cái lệnh này mà không được gọi, có nghĩa là nó kiểm tra mãi mà nó vẫn vẫn số lẻ, thấy số lẻ ấy, thì nó sẽ thoát ra và return return trừ một. Rồi, ok. Vậy là hình thành. Chúng ta đã làm xong. Rồi tiếp theo đến hàm main, thì đầu tiên chúng ta cần phải khai báo các biến có trong cái bài này. Mạng A gồm max mình cho nhập là 100, có thể max tối đa 100 dòng, 100 cột. Rồi integer cho cột sẽ gọi các hàm con. Đầu tiên hàm nhập ma trận, nhập ma trận dòng cột
xuất bật ạ. Cũng có các biến là A dòng cột. Ok. Tiếp theo thì chúng ta muốn số chẵn đấy, hoặc là số chẵn đầu tiên đấy, thì chúng ta cần khai báo cái biến để cho biến nó là kết quả đi. Kết quả, biến kết quả này sẽ bằng là sẽ gọi cái hàm tìm kiếm đấy, vì hàm tìm kiếm được trả về bằng lệnh return tìm kiếm hàm này. Rồi và việc chúng ta chỉ cần print ra kết quả giá trị chẵn đầu là chẵn đầu tiên trong bảng trong ma trận là 2 chấm phần để cho biến kết quả vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Báo lỗi, mình xem lỗi đâu. Phần trăm 41 dòng 41. Các bạn mình để ý thế này, lúc nãy mình sẽ đặt cái mảng ma trận A là forward, kiểu forward mà nó báo lỗi là nếu mà kiểu forward thì chưa lấy không thể chưa lấy dư. Thì bây giờ đấy, cho cái mảng A ta ở đây in ma trận A in in ma trận A. Rồi. Bây giờ mình thử chạy nhá. Rồi flash sẵn đây mình đã được, mình sẽ nhập một ma trận là 3 dòng 3 cột, mình nhập 1 3 5, 8 9 2 3 6. Rồi giá trị chẵn đầu tiên trong mảng là 8. Ok 8 đúng không, 1 3 5 lẻ cả 7 lẻ 8 là chẵn, nó lấy ra luôn 8. Tiếp theo thì mình thử lại một lần nữa, mình cho cái mảng này toàn số lẻ xem nha, 1 3 5 7 9 1. Y và dòng dòng cột có vấn đề gì? Rồi, bây giờ mình sẽ nhập vào cái bảng 3 x 3 toàn số lẻ nhé, 3 3 5 7 9 1 3 5. Đây giá trị chẵn là trừ 1, nó trả về trừ 1 đấy, có nghĩa là thì chúng ta có thể thay cái chữ này, chữ lúc nãy chúng ta return trừ 1 này đấy. Làm nếu mà chúng ta có thể viết đây là chúng ta không cũng được đấy, không đấy, vân vân trừ 1 rồi. Có nghĩa là nó không, bảng này không có số chẵn nào cả. Vậy là video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.